Dạ, chị cho luôn không cần đâu mà gặp. Ở đây chụp luôn nha, ở đây chụp hình đây nha. Tiếp ăn rồi trời. Thank you.
Trời phải chi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì hết. Chạy xe, chạy xe cho tao biết. Mất cha mất xe kìa. Tao mất xe luôn. Cha mất xe kìa. Điểm trường thì phải ạ, đó là đặt chiếu bóng, bây giờ là đặt cái tên rạp chiếu phim đó, bây giờ đã đổi tên thành Cine Star rồi. Rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà về quê hương được mọi người yêu thương đón nhận, đã ủng hộ Lật Mặt phần 6. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Cảm ơn. Xin chào mọi người xem phim tới phút đầu bộ rồi đúng không ạ? Mọi người thấy phim hay không ạ? Hay! Ôi nhiều quá, sợ hay dữ vậy. Chưa có hay lắm đâu, sao còn hay hơn nữa ạ? Mới đầu bộ hả? Dạ. Đó mới có kinh nghiệm rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người coi phim hay, mọi người nhớ review cho anh Lý Hải nha. Để anh Lý Hải năm sau có cơ hội về Mỹ Tho tiếp. Và bây giờ trên tay của tất cả các diễn viên đây có rất là nhiều quà muốn gửi đến mọi người, nhưng mà không có đủ cho tất cả nên mình chơi mini game được không ạ? Bây giờ mình sẽ hỏi những câu hỏi đơn giản từ đầu phim tới đây thôi nha. Ai biết thì đưa tay, đừng trả lời người khác nghe mà trả lời cái người có quà. Cho Huyên Khánh hỏi, Huyên Khánh là nhân vật phát trong phim, thì lý do tại sao Huyên Khánh không muốn đi Đào Mô? Không có sai mấy. Không có sai. Sai luôn. Sai luôn. Áo trắng ạ. À. Em áo trắng đang cầm máy đó. Sai luôn. 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 Sai luôn.
tôi nè, vợ tôi nè. Đổ cặp rồi. Dạ mời chị áo đen có cánh tay đen đen á, đúng rồi chị. Yeah. Ở tù khoát nhát lắm. Khoát sợ dướng dòng lao lý à. Dạ, xin chào người, em tên là Quỳnh Thi, em trong nghe đọc ạ. Em xin đối mọi người một câu là trong phim tới giờ em quăng nước hai mấy lần ạ? À? Hai mấy lần. Hai mọi người á. Ủa? Hai mọi người. Không ai nhớ đâu câu hỏi. Dạ, em nhầm mọi người. Không, ba lần là sai rồi. Thôi, em đổi câu khác nha. Đối mọi người, ở đầu phim anh Hải ôm con gì ạ? Mạnh dạn luôn. Này. Con câu gì anh? Dạ. Ok, chính xác ạ. Dạ, Tà Lâm xin kính chào tất cả các quý vị khán giả. Tà Lâm là trong vai Yến bán tập hóa, vợ của Lộc. Ngày hôm nay Tà Lâm trên tay có một mặt nạ Hoài An Beauty, có chữ ký với tay của anh Lý Hải. Tà Lâm xin phép được hỏi quý vị khán giả. Nói giọng thanh thanh lên xíu được. Giọng con gái được không? Cái này là giọng thiệt hay giọng giả? Giọng giả thôi. Thì nói giọng thiệt coi. Xin chào. Đó thì vậy. Dạ câu hỏi của Tà Lâm đặt ra là 6 anh em tên là gì? 6 anh em trong phim á. 6 anh em trong phim tên là gì ạ? Giơ tay trả lời mọi người. Dạ xin mời anh. Đúng. Anh Phương đây. Hả hả? Anh Phương. Đúng. Dạ. Anh Hoàng Khánh. Không phải. Phát. Phát. Anh Tàu là. Còn một anh nữa. Anh Hoàng Khánh. Còn một anh đó là Phát. Anh Lập. Please forget me. Dạ. Em là Toàn ạ. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Hải. Thì câu hỏi em dành cho quý vị là nhân vật của em mê gì nhất ạ? Trời ơi, quá trời luôn. Ok. Ok, cảm ơn mọi người. Hồi nãy Hải vô thấy bé rất là cảm xúc. Thấy anh Hải và Đoàn em nhân vật Toàn mê gì bé? Gái. Tặng em nha. Thôi để anh lên chụp với em tấm hình. Mọi người ơi. Mọi người biết ngày hôm nay có chị Minh Hà tới đúng không? Đây chụp với anh tấm hình được không? Ok. Minh Hà ơi xuống đi. Mọi người cái áo nha, cái áo của Đoàn nha. Cảm ơn. Để anh Hải ngồi chỉnh với chị Minh Hà đó nha. Cao 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 cao. Anh cứ tập cho bất ngờ đi đó. Tú Chi xin chào cả nhà. Cả nhà tên Tú Chi. Hỏi nha, trong tờ VMB ở phim trị giá bao nhiêu tiền ạ? Trời ơi, quá trời luôn rồi. Em mời anh là nhanh nhất đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. 136,8 tỷ. 136,8 tỷ. Dạ đúng rồi, chính xác. Em xin gửi tặng cho anh một hộp mặt nạ Hoài An Beauty có chữ ký viết tay của Lý Hải nha. Dạ em xin mời anh nha. Chụp hình với em đi. Đồ lòng được đâu đó. Mẹ cũng được. Ôi chết. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ thì mọi người cho phép ekip xin chụp chung với Đạt một tấm hình được không ạ? Dạ. Không có khóc nữa nha. Cười lên nè. Lộ nãy vô có cười. Bây giờ ngồi tại chỗ chụp hình nha. Mọi người ơi, mọi người cho xin chụp tiếp như đầu luôn mà. Cho tấm hình nó đẹp hơn mà. Dạ. Chưa thế, 1, 2, 3, mọi người cùng nói với Đoàn là tôi yêu Lộc Mặt Sáu. Yeah nha mọi người. Con mang gió này được không? Dạ, mọi người cho em hình cái tim cho dễ thương nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi đẹp quá. 1, 2, 3, tôi yêu Lộc Mặt Sáu. Yeah. Cảm ơn cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ hả? Mọi người lên quanh tay của Lý Hải và Minh Hà lấy hình nha. Chào tạm biệt mọi người. Cứ bây giờ xem đi vui vẻ. Xin lỗi vì mẹ không? Đó, trăm năm hạnh phúc. Xin lỗi vì cắt ngang cái mạch cảm xúc của mọi người ha. Bây giờ mọi người xem phim tiếp nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Hẹn một dịp là gần nhất. Bye bye. Đây này chị,
Bye bye chị. Bye bye. Quốc Cường, Bạch Phương à. Đây bà xã mình. Minh Hà trong giai bà xã. Quốc Cường. Rồi chơi game đi em chơi. Dạ, mình chơi game nha mọi người. Dạ mời mọi người cầm quà nghe câu hỏi à. Cầm ra. Dạ, Tờ Lâm. Rồi, xin chào quý vị khán giả. Trên tay của Tờ Lâm đang là một chiếc áo thun đến từ Khang Minh Sport rất là đẹp. Cho Tờ Lâm hỏi là Lộc Mạc Phần Lâm tên là gì hả? Em. Anh nói máy lại anh giữ là con máy này. Cầm đôi sẵn. Đúng sẵn. Dạ đúng rồi. Chạy lên nhanh em chạy đi. Chạy lên chạy đi. Câu hỏi tiếp theo xin cho bé Hiểu Ngọc được nhận đó là An và Liên vừa nhận tin vui gì hả? Dạ, câu hỏi tiếp theo cho Hải được hỏi là làng chiếu mà đoàn quay tên là gì vậy? Em luôn. Yeah. Dạ thưa chị hỏi ạ, ngày đám giỗ của vợ anh Phương trùng với ngày gì ạ? Em câu này hơi khó. Dạ em mời. Dạ ngày sinh nhật của con anh của con này khó đó. Còn có anh nào ạ? Dạ em xin gửi tặng cho một chiếc nón bảo hiểm của anh Đét. Dạ rồi em mời anh chụp hình với em nha. À, mọi người ơi, bây giờ mọi người chơi tiếp lần sau xin chụp hình chung với làm một tấm hình được không ạ? À, mọi người xin chụp nhất tên trên đầu để tấm hình đẹp hơn nha. À, có một một vị khách lớn tuổi ở trên đó nhờ bà xã mình tặng quà dùng luôn à. Rồi, mình chụp hình nha mọi người. Mọi người cho mình xin thêm một câu nữa là khi mà mình thi đến thứ ba thì mình cùng nhau nói là tri kỷ hay trăm tỷ. Yeah, nha mọi người. Okay.
Thi ơi. Ê, cô là ok. Chờ anh xuống anh không có bài nha. Kỹ kỹ 200 tỷ. Hai vợ chồng hợp đẹp đôi quá. Hợp chưa? Hợp chưa? Lấy nhau mấy năm rồi nè. Rồi. Thôi xin tổng chú giúp nha. Xuống ngay vợ chồng. Rồi. 1, 2, 3. Chơi. Hôm nay quay về Mỹ Tho, nơi mà Lý Hải được sinh ra và lớn lên. Hồi nhỏ Lý Hải cũng đi xem ở rạp này. Hồi xưa cái rạp này là rạp Biển Trường thì phải ạ. Đó là rạp chiếu bóng, bây giờ là đổi cái tên rạp chiếu phim. Đó, bây giờ đã đổi tên thành Cinestar rồi. Rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà về quê hương, được mọi người yêu thương đón nhận. Ra ủng hộ lần mặt phần 6. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Mọi người xem phim tới phút đào mộ rồi đúng không ạ? Mọi người thấy phim hay không ạ? Dạ. Thở nhiều quá. Hả? Không có hay lắm đâu. Sao còn hay hơn nữa ạ? Mới đào mộ hả? Dạ. Lưu Chi xin chào cả nhà. Cái gì nữa? Con có bò vậy? Có bò. Trời, cảm ơn anh.
cái gì bé? Ở đây đó. Mọi người ơi, mọi người biết ngày hôm nay có chị Minh Hà tới đúng không? Minh Hà ơi xuống đi, ông lại trên hiện kìa. Ôi sai rồi. Dạ mời chị áo đen có cánh tay đen đen đó đúng rồi chị. Yeah. Dạ, chồng ơi, em tên là Huỳnh Thi, em trong giai đoạn bạn. Em xin đố một câu là trong phim tới giờ em quăng nước hai mấy lần ạ? Hai mọi người á. Ủa, hai mấy lần là trong giai yến mấy tập quá. Vợ của Lộc ngày hôm nay tạ lâm trên tay có một hộp mặt nạ Hoài An Beauty. Có chữ ký viết tay của anh Lý Hải. Đã làm xin phép được hỏi quý vị khán giả. Nói giọng thanh âm lên. Con gái của lâu. Cái này là giọng thiệt hay giọng giả? Giọng giả thôi. Thôi. Xin chào. Đó thì vậy. Dạ câu hỏi của tạ lâm đặt ra là 6 anh em tên là gì? 6 anh em trong phim á. 6 anh em trong phim tên là gì ạ? Dạ xin mời anh. Dạ. Đúng. Anh Phương đây. Hả hả? Anh Phương. Đúng. Anh Khánh. Anh Khánh. Anh Khánh. Anh Khánh. Anh Khánh. Là anh đó. Anh Khánh. Anh Tàu. Tàu là anh em. Còn chưa nữa. Em còn anh. Không có anh đó là bà. Anh Lập. Đúng. Dạ, tên là Kim. Cho em chung tấm hình luôn. Câu hỏi dành cho quý vị là chân phận của em mê gì? Rồi, yeah. Phương, Phương, Phương. Dạ, không. Thôi, em nói câu khác nha. Đúng rồi, ở đầu phim, anh hãy ôm con gì ạ? Ôm ơi, con gà. Con gà. Rồi, rồi, kéo đây. Mạnh dạng hơn. Con gà. Con gà. Con gà. Ok, chính xác hả? Mọi người xin xin một cái tên trên đầu để chấm hình đẹp hơn nha. Có một vị khách lớn tuổi ở trên đó nhưng mà bà xã mình tặng quà giùm. Tôi yêu là bà xã. Yeah mọi người. Dạ, mọi người chém cái tiền cho dễ thương nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, đẹp quá. Một, hai, ba. Tôi yêu là bà xã. Yeah. Cảm ơn cả nhà. Mọi người lên fanpage của Lý Hải và Minh Hà lấy hình nha. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Xin lỗi vì... Có. Xin lỗi vì cắt ngang cái mạch cảm xúc của mọi người ha. Bây giờ mọi người sẽ đi tiếp tiếp nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Bye bye. Em nhà có gì không mẹ mày nữa có gì không nhớ. Chào mọi người. Chào mọi người. Anh Huy Khôn. Anh bạn ơi, qua những năm tháng dài. Tạ. Xin chào mọi người ạ. Yeah. Chào tất cả khán giả Huy Tho hả? À, xin lỗi mọi người là mọi người đang xem mà phải bao hình lại là mất cái mặt cảm xúc của mọi người ạ. Nhưng hôm nay Lý Hải cùng với ekip bên em là đầu phim quay về quê hương. Để nói là cảm ơn tất cả mọi người đã ra rạp ủng hộ phim Việt và đặc biệt là phim Lật Mặt của Lý Hải. Lý Hải rất là vui khi mà hàng năm được trở về đây chứng kiến khán giả quê hương
đã ra rạp ủng hộ một cái sản phẩm của mình. Hy vọng rằng nếu như Lý Hải có cơ hội làm tiếp phần 7 thì mọi người cũng sẽ yêu thương và ủng hộ giống phần 6 này ha. Cảm ơn các bạn. Dạ bây giờ ekip có một số phần quà muốn tặng cho mọi người nhưng mà cảm thấy cái giả khá nào có thể chơi một mini game được không ạ? Dạ. Trước khi chơi game cho phép hãy giới thiệu sơ một vài diễn viên mình đi. Trời xa quá mọi người không thấy mặt á. Dạ. Rồi, ngắn gọn. Dạ, xin chào quý vị khán giả, Tạ Lâm trong vai Yến bán kem trộn. Thanh thức dễ ăn. Chết sớm. Chào mọi người. Em là Diệp Bảo Ngọc trong Bay Liên ạ. Ừ, có ăn à. Em là Kim Hải trong Lê Toàn ạ. Dạ, em là Tú Chi trong Bay Lan ạ. Dạ, em là Quỳnh Thi trong Giai Lộc ạ. Dạ, em là Thánh trong Bay Phát Bá Bảo Hiểm. Dạ, em là Đông Giai Hai Gà. Dạ, em Phương ạ. Đây bà xã mình. Đây bà xã. Dạ mình chơi game đi em trai. Dạ, dạ mình chơi game nha mọi người. Dạ mọi người trong quà sẽ có hỏi à. Đập ra. Dạ Tạ Lâm. Xin chào quý vị khán giả. Trên tay của Tạ Lâm đang là một chiếc áo thun đến từ Khang Linh Sport rất là đẹp. Cho Tạ Lâm hỏi rằng Lật Mặt phần 5 tên là gì ạ? Dạ là 48 giờ. Dạ đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo xin cho phép Diệp Bảo Ngọc được đặt đó là An và Liên vừa nhận tin vui gì ạ? Đoàn quay tên là gì ạ? Đèn chiếu Định Yên. Yeah. Chị hỏi ạ, ngày đám giỗ của vợ anh Phương trùng với ngày gì ạ? Đông ngồi dài anh Phát. Không đúng như cái tên Lật Mặt. Ảnh Lật Mặt như là không chán gì. Ảnh mã lấy tài với số thật rồi. Không có sai hết. Không có sai không? Không có sai luôn. Sai luôn. Sai luôn. Không chán à. Đây mất chán là cầm mấy đó. Đó không? Rồi. Mình chụp hình nha mọi người. Mọi người cho mình đi xin thêm một câu nữa là khi mà thi đến thứ 3 thì mình cùng nhau nói là tri kỷ hay trăm tỷ. Yeah nha mọi người. Ok. Nhớ review cho anh Lý Hải nha. Để anh Lý Hải năm sau có cơ hội về Mỹ Tho tiếp. Và bây giờ trên tay của tất cả các diễn viên đây có rất là nhiều quà muốn gửi đến mọi người nhưng mà không có đủ cho tất cả nên mình chơi mini game được không ạ? Bây giờ cho Huy Khánh hỏi Huy Khánh là nhân vật Phát trong phim thì lý do tại sao Huy Khánh không muốn đi Đào Mô? Đây, em nè. Liên vàng là tan liền. Không chơi chung được, chỉ có dài. Rồi. Chú đủ chưa? Liên vàng là tan liền. Rồi, 1, 2, 3, tri kỷ hay trăm tỷ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà. Xin chào xin vui vẻ. Cảm ơn mọi người. 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 C
rồi. Để có sẵn đây chị mà. Cái dòng đẹp bây giờ anh mua đâu vậy? Tại ông Thủy đâu nè, anh thích tặng được không? Không, 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 không phải ông giả này, tại giờ chỉ có cho con sao mà gái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe bên này, cảm ơn. Bên nào, bên nào, bên nào.